chào mừng anh chị em đến với kênh Quay Thể Thao nha. Tại hôm nay mình về hàng những loại hàng của các con quanh thì mình sẽ nói chung là nhìn sơ qua cho các bạn biết, đánh giá xem coi nó như thế nào. Giá của này hiện tại đang là báo giá trước luôn. Hiện tại của nó đang trên ru quanh đỏ nha, trên mấy chục ngàn nha. Để coi thử coi trên mấy chục ngàn mà so với ru quanh đỏ thì nó như thế nào. Các bạn coi nha. Thì cái bề ngoài của nó thì nó sẽ cho mình một cái hũ 2.1 nha các bạn. Mình sơ sơ qua thấy 2.1 á, thì khi mình bỏ ra một mức giá trên ru quanh đỏ một chút xíu cho mình một cái hũ 2.1, có vẻ bề ngoài rất là hầm hố lắm nha. Đó, lúc trước mình đã nhìn sơ qua cái hũ Animal rồi, rất là hầm hố luôn. Rồi bây giờ mình nhìn sơ nha, thì nó ghi cái chữ Grayson. Thiết kế của nó y chang như là quân đội đó bạn. Nè, nó cũng kiểu cái chữ của nó cũng kiểu bụi bặm nè. Ở phía trước của nó ghi là Whey Protein Blend. Rồi có ba cái sao. Để mình coi đáy nha. À đáy nó là không tròn như ru quanh nha các bạn. Đáy cũng khá xa, 2023. Cuối năm 2023 luôn. Khá xa. Thì cái seal của cái này của công ty chính hãng BBT. Đây là hai cái tem nè, tem nhãn phụ và tem cào. Cái seal của nó cũng có logo rất con quanh luôn, khá độc đáo nha. Rồi bây giờ mình nhìn qua thành phần đi. Nó ghi whey blend nhưng thành phần của nó là sao ta? Nó ghi là whey protein hydrolyzed whey protein isolate. Để đầu tiên tức là thành phần này là chủ yếu nè. Rồi tới whey protein concentrate. Đó, thì cái này là blend nhưng mà nó mix giữa hai protein, loại protein whey protein hydrolyzed concentrate. Hydrolyzed whey protein isolate, tức là whey tinh khiết và được thử phân hydrolyze ra. Rồi một loại nữa là whey concentrate, thì whey này người gọi là whey thô. Thì whey thô đặc thù của nó là cái vị nó khá là ngon, thì nó được thêm vào cho nên nó sẽ tạo ra một cái vị rất là ngon. Cách mà mấy khách ở trên mạng nói review này nọ khá là ngon, mình thấy là vậy thì nó cũng đúng. Cái hãng này nó khá là ngon, lúc trước mình cũng đã review cái vị isotope rồi, khá là tốt. Theo đánh giá ở trên mạng nha, nhìn trên mạng cái quay này và cái quay isotop mà mình đã dùng thì mình thấy là cái nước của quay này nè, nó đặc, không có lỏng như quay protein tinh khiết khác nha. Thì nó cho mình 24g protein ngày 65 serving các bạn, thì 32g bột cho 24g protein, thì ratio cũng tương đối là thấp bình thường nha, mức bình thường chứ cũng không phải là thấp nha. Này có chứa chút xíu là meal tức là sữa nha các bạn. Thì nếu mà chứa sữa như vậy thì sẽ có lacto. Ở bên này nó ghi là mục tiêu của loại whey này nè là cho một cái nguồn dinh dưỡng tốt để hỗ trợ cơ bắp phát triển và vào vị khá là rất là khả năng đảm bảo đây là vị là ngon. Là được sử dụng như nè, khuyến cáo sử dụng giúp một scoop với 8 ounce. Nhưng mà mình cứ hiểu là 300ml nước. Nước thì whey protein thì mình sẽ uống nước mát và nước lạnh, không uống nước nóng, lắc và sử dụng thôi. Thì ở đây á, nếu mà so sánh ra thì nó là một phân khúc whey, nó giá tiền của nó sẽ là thuộc phân khúc whey protein isolate. Nhưng mà nó cái kết cấu của nó không làm whey protein isolate không, mà nó lấy whey hydrolyzed nó mix với lại, tức là nó mix một cái whey cao cấp hơn whey isolate và nó mix một cái loại whey thấp cấp hơn isolate, mà cái whey chủ yếu là whey cao cấp hơn isolate nha. Cho nên là giá tiền của nó cũng được đánh giá là khá là phù hợp trong cái phân khúc whey protein isolate. Tại ở đây là nó có khoảng đâu đó khoảng một xíu, chung là khoảng đâu đó 10%+ whey protein concentrate á. Thì nếu mà các bạn không bị dưỡng lacto hoặc là dưỡng ít cũng được,
tuyển dụng. Còn bạn nào mà chỉ học cơ ngại quay course survey thì sẽ không được gọi là chuẩn để cho bạn dùng. Nếu mà có diễn laptop thì chuyển qua quay rồi tìm Aslab nha. Thì cùng trong một cái hãng này nó cũng có một cái loại quay protein Aslab luôn, tinh khiết hẳn 100% để cho đối tượng mà giữa master sử dụng, các bạn nữ dùng cũng được luôn. Thì đó là cái loại quay isotope hồi nãy mình mới gì nói á. Thì ở video sau mình sẽ giới thiệu cái loại đó cho bạn coi nha. À, cái loại quay này nó có một cái điểm khá tốt ở chỗ là calcium, tức là canxi của nó chiếm 10% nhu cầu hàng ngày nè. Wow, là một con số khá là tốt so với lại các loại quay protein khác hiện tại có 300 gram, con số không được tốt lắm. Cholesterol là 12% bình thường thì như vậy thôi. Thì nói chung quay plan như vậy là đáng mua nhất trong các dòng quay plan rồi. Còn ở Isolat thì các bạn suy nghĩ, phải cân nhắc coi thử mình có học bỏ ra 1 triệu năm mấy á, thì có nên là chọn loại này không. Thì chỉ cân nhắc là bạn có học, bạn có phù hợp với lại laptop hay không. Còn nếu mà phù hợp với laptop thì dùng rất là ok rồi. À, cái này nói về calorie là 120 calorie nha, con số bình thường trong các loại whey protein thôi. Thì đến đây mình xin kết thúc video tại đây nha. Thì video sau mình sẽ giới thiệu whey isotope dạng hũ cho bạn coi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Thì bạn cần gì thì liên hệ mình tư vấn, subscribe và liên hệ mình ở số Zalo bên này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.